Chào các cô chú và các anh chị. Hôm nay MV sẽ có một video nói về những cái lỗi sai khi chúng ta thực hiện bước cha xê ngang này, thực hiện những bước liên quan tới cha xê ngang ha. Đầu tiên với bước cha xê ngang chúng ta sẽ dễ bị sai ở điểm nào ạ? Co chân cao quá. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6. Thứ nhất là co chân cao, thứ hai đi là chân rất là mở. Đây, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Bước này chúng ta đi cha xê chúng ta phải chụm hai chân lại ha, là 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đây là lỗi sai đầu tiên. Lỗi sai thứ hai khi chúng ta thực hiện bước Lindy Step là chúng ta lùi, chéo sau hoặc là chéo trước. Bây giờ lỗi chéo sau trước ha, là chúng ta thực hiện nè, 1 và 2, 3. Thứ nhất, dễ sai đó là chúng ta không đặt trọng tâm chân ra sau, là chân trái không đặt ra sau, thì 3 phải ra sau và 4 dậm lại là nhịp thứ 4 thì nó mới đúng. Còn nếu như chúng ta đi là 1 và 2, 3, 4, 3 chúng ta gõ ở chân sau thì 4 chắc chắn là chân trái chúng ta qua, thì lúc này nó sẽ là bị chật nhịp, chật bước ạ. Bước Lindy Step chúng ta sẽ đi là 1 và 2, 3, 4, 3 hạ sau, 4 đặt trước, 5 và 6, 7, 8. Đó là một lỗi. Lỗi thứ hai chúng ta dễ mắc phải là 1 và 2, 3, 3, 3 xuống không xuống, thẳng chân, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Đây là lỗi thứ hai. Trọng tâm không xuống hết mà đứng bằng cái ức không à. Tư thế này nếu như chúng ta nhảy á, gối của chúng ta nó sẽ rất là dễ có vấn đề các chị nhé. Lỗi thứ ba là chúng ta nhấc chân cao quá này, khi chúng ta xuống là 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3 và 4 xuống được hết nhưng mà lại co giò cao quá. Không. No, đó là những lỗi của Lindy Step khi chéo sau ạ. Rồi bây giờ với bước chéo trước thì sao? Chúng ta sẽ gặp lỗi như thế này. Không. Ở đây em cũng không biết là quý vị quay hướng nào luôn, nếu như đi với cái góc này không biết là 45 độ hay là qua đây. Bởi vì chân thì qua đây 90 độ nhưng mà người thì đưa về 45 độ. Không rõ ràng. Phầm. Mũi giày quyết định hướng người. Mũi giày quyết định hướng người ạ. Cho nên là chúng ta nhảy tập thể, chúng ta rất cần việc xác định hướng thì tập thể của chúng ta nó mới đều được. Tức là bước chéo trước thì mũi giày phải hướng lên trên, không mở ở đây các chị nhé. Tư thế này nếu như các chị bước chéo mà các chị mở ở đây là chân phải nó sẽ bị khuỵu gối liền, nó không thẳng được đâu. Nếu mà nó thẳng nó sẽ ra theo tư thế như thế này này. Cho nên là khi bước chéo thì nếu như bước chéo qua thì chân của chúng ta chỉ cần là hơi thẳng mũi về phía trước được rồi, chất một tí xíu thôi là cũng được, không cần phải mở V giống như chúng ta đi bình thường. Đây là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, nếu như là chuyển 90 độ thì lên hẳn 90 độ và mở mũi giày ra ở phía 90 độ thì người chúng ta về hướng này ha. Đó là bước chéo trước, lưu ý giùm em ha. Lên là không được đóng mũi giày này. Còn những cái cơ bản cha xê này phải hai chân chạm vào nhau, đi hai chân nó phải khép lại các chị nhé, đừng có mở. Chúng ta mặc váy mặc đầm mà chúng ta nhảy chúng ta cứ bằng ra như thế này rất là xấu luôn, nó cực kỳ xấu. Với bước thứ ba, bước thứ ba là bước cha chéo. Bước cha chéo ha, chúng ta sẽ thực hiện như thế này là 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đây, em quay ngược lại nào. Bước cha chéo là bước ngang, dậm lại, thực hiện bước chéo, bước ngang, dậm lại, thực hiện cha chéo. Ở tư thế này tránh trường hợp là 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Nếu như chúng ta đi như thế này là chúng ta đang chuyển hướng 90 độ rồi, không phải là chéo nữa. 1, 2, 3,
chéo là bắt chân chéo và người chéo chứ không có phải chuyển 90 độ. Và 4, 5, 6, 7 và 8. Và khi bước chéo có một nguyên tắc bước chéo, đó là khi các chị bước chéo là chéo lên cao, chéo lên trên chứ không phải khóa. Các chị sẽ quan sát ở hướng này ha. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Nó khác với là 1, 2, 3 và 4. Khi mình bước chéo qua trên phải nè, trên trái nè, 3, các chị sẽ thấy 3 và 4. Các chị sẽ thấy nhịp thứ 3 của em nó sẽ cao hơn trên trái, trên phải nó cao hơn trên trái. Nếu như mà nó kéo xuống đây là hai chân nó khóa thì các chị thấy nó cắt mặt nhau không? Cho nên khi bước chéo là chúng ta phải bước cao lên thì bước của chúng ta nó mới thanh thoát, chúng ta mới đổ trọng tâm lên được. Còn một bước nữa rất là dễ gặp nữa, đó là 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Lắc mông, hất mông là đẹp, nhưng phải hất thế nào cho nó đẹp thì lại là cả một vấn đề. Cho nên ở tư thế này khi ra bước ngang thì mũi dài mở hướng ra ngoài, không có đánh cái mông qua. Bởi vì rất là nhiều người bị một cái tình trạng là nghĩ là đánh mông thì đưa cái chân thì cuối cùng mũi dài nó lại đánh vào và để hãy cái mông ra ngoài như thế này ạ. Mở mũi dài ra, không đẩy qua. Không đẩy qua này thì tất cả sẽ là dùng mông số 8 các chị nhé. Nếu như chúng ta thực hiện được thì bước của chúng ta nó mới đẹp được. Dùng mông số 8. Và bước chỗ này là chúng ta sẽ thực hiện bước cha xê. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện chuyển trọng tâm tại chỗ. Trong video số 5 em đã hướng dẫn ạ. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Cố gắng là mũi giày ở dưới sàn, chuyển trọng tâm qua lại. Ở đây ạ, chúng ta đi hướng này nhé. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Nếu như chưa thực hiện được bước này thì chúng ta nhấp nhẹ 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 chấm hoặc bập bập ha. Đấy là một số lỗi sai cơ bản về chân, cách đi, cách đặt bàn chân cho đúng. Hy vọng qua những cái lỗi sai này thì mọi người có thể chỉnh sửa được bước nhảy cho mình để mình có được một bước nhảy tốt hơn, đẹp hơn các chị nhé.